Bài thơ Không thèm bộ răng, tác giả Dòng sông Lam. Hôm qua anh ấy tháo răng, bởi vì không muốn cho rằng Kim Chi thương hại nên mới dẫn đi, mang tiếng nhục nhã bởi vì bám đu. Tháo xong miệng nói phập phù, thều thào to nhỏ tiếng lu tiếng lùa, hàm răng anh cũng ăn thua, trả thù bằng được đứa em của mình. Nhìn anh thật sự tồi tàn, cái mồm móm mém nói năng nhọc nhằn, như người thiếu đói cái ăn, không còn sức khỏe lại gần Diêm Vương. Thực lòng tôi cũng thấy thương, mỗi lần tra hỏi Google mấy câu, hiện lên loạt ảnh đã lâu. Sò này tôi chẳng cầm lòng hàng mi, nhìn anh ta phải nghĩ suy. Tuổi trẻ vẫn ảo ăn chơi xa đà, trẻ không chơi nhời chờ già. Hối hận không kịp thiệt là câu sai, làm 10 phải để dành 2. Cuối đời có cái để nhai trong mồm, lời nói không phải dạy khôn, nhưng ta nên nghĩ cho mình về sau. Về già nay ốm mai đau, lấy đâu sức khỏe kéo cày kéo xe, dụng răng gương sáng lắm nè. Trẻ trung xả láng về già cực thân, tuổi lớn nuôi đứa trẻ con, nghề nghiệp bất ổn không còn như xưa, tài sản chẳng có đi thuê, một mình bươn chải hành nghề xe ôm. Ăn mày quá khứ lòng thương, dân mạng cảm mến góp tiền giúp anh, ồn ào xảy ra tranh giành, đồng tiền các bạc anh em nặng lời. Câu chuyện chưa biết thế nào, chỉ thấy một việc nhức đầu an ninh, người dân thể hiện coi khinh, cả phường gừng nghệ thế nào đó chăng. Hôm qua tuyên bố tháo răng, thể hiện thái độ bực mình với ai. Một đám lố bịch thải lai, không còn tự trọng chuyện hài phô trương. Hà Nam, 24 tháng 12 năm 2021. Tác giả Dòng sông Lam đôi lời. Kính mong quý vị và các bạn hãy nhấn like và nút đăng ký ủng hộ, động viên kênh. Trân trọng cảm ơn.